Rồi, hello anh em. Tiếp tục là em hôm nay em có mới về được thêm một con phu một tiếp, phu một đời 2000 đó. Thì vẫn như thường lệ thôi, máy về lên sóng với anh em thì anh em là coi được thì chốt. Nói chung á, em nói với anh em á, cái thị trường mà đồ 110 thái phu một này nó rất là nhiều giá, muôn vàng thứ để nói và muôn vàng thứ để khách hàng so sánh đó. Còn riêng bên em bán, em nói với anh em đó, ngoài cái giá ra em phải lựa máy chất lượng em mới dám bán cho anh em đó. Nói không có phải láo bu liếc gì, phu 199 nè đó, phu 199 nè, nồi KFL 3 chữ nè, nhìn bộ nồi hơi bị khủng luôn nha anh em đó, chữ to đùng luôn nè, nè bố nè đó. Ngoài bởi vì anh em đừng có so giá, anh em hãy so cái sản phẩm kìa đó. Nè bà lóc em lấy hổm gà em bán 3-4 con phu một và lóc còn cỡ này dâng lên không nghe anh em đó. Với em có một số phụ tùng như còn được 2 bộ dân lóc quay thái 110. Nói chung mà dân lóc này toàn là hàng căng không à, bởi vì anh em không thấy em xé ra, còn dân lóc mà tập trung em xé ra em bán hết trơn à đó. Với cái đầu lòng 110, đầu lòng đó tê nha anh em. Rồi vô, không có nói nhiều nữa, báo giá từng chi tiết trước. Đây cái dàn điện sườn của phu một, dàn điện sườn phu một em còn 2 đường lận anh em, cứ dàn vậy là 1 triệu đó. Còn anh em mua lẻ thì cục IC vậy nè, là một cục IC mất chữ cái dưới nè, mất chữ nè, thấy không đó, chữ KFL còn, bao sống bao xài đó, một dàn vậy là 1 triệu, là IC mobin. Cục IC này cho bán 5 xị khỏe, 500.000 phải gu. Mobin sườn bán 300-350.000 phải gu, 300 đi, em cho 300.000 đi nè, chữ to nè đó, đời 2000 nè, thấy không. Là mobin sườn vậy là cái máy này, nói chung máy vô thời anh em, nó lọt về tháng 2 năm 2000, cho nên là đầu 2000 cuối 99 máy nó còn lọt về 99 đó. Phu 199 thì cục mobin sườn này cũng bán 3 xị phải gu rồi đó. Bao anh em dây dắt không đứt nối nha, không pha lên ngon là thấy nhiều rồi, thấy 8 xị rồi. Cục sạc 110 giờ là cục, ôi cục sạc này lai bà cha nó, cục sạc này lai của alpha nhỏ nè anh em, SH70BA nè, cục sạc lai alpha nhỏ nha anh em, lai alpha nhỏ. Ok rồi, alpha nhỏ thì 100.000 là thấy 900 này. Rồi anh em đừng có tính cái cục gle đề của người ta, gle đề đâu rồi, đây nè, đừng tính cục gle đề vô. Rồi dàn điện sườn nữa, dàn điện này không đứt nối nha đó, một bộ với lại em bán 1 triệu, anh em xài thì hú em. Em còn một vàng nữa, anh em cứ xài cứ hú, anh em mua lẻ em bán luôn, mua lẻ hỏi giá em sẽ bán. Mobin 300, IC 500, sạc alpha, lai sạc alpha 100.000, cục gle đề anh em mua giá 100.000. Rồi đó, vàng điện sườn này nữa em bán xong đồ hết, em bán lẻ điện sườn 100.000 xong là triệu chẳng của em. Rồi bách lòng phu một, cái nào cái nấy mua máy về toàn là bách lòng vàng ươm gì không nè đó, cứ 100.000 cái. Anh em vô phu một mèo cờ beo gì đó vô, này là chưa có rửa đâu, anh em về phải rửa ra nè, nó còn đốm dạng trong mà, thấy không. Anh em về phải rửa ra, cái này người ta rửa mới có một bên một nè đó. Rồi 100.000 cái khúc nó ăn tiền nữa, khúc này cái khúc cần số vừa đập máy, cần số nè, chữ L phu một, phu một bản nó dày hơn quay nha anh em, gai còn khá nè, cần số này 300 nha anh em, vô quen pha là hết bài luôn, si đẹp lắm. Đầu tròn nó có mòn nhạn miếng nha, mòn nhạn miếng anh em, anh em vô cục thun mới là ken, bán anh em 300.000, anh em vô quen pha hết bài luôn. Cây này bán anh em 250 luôn nha anh em, cho nó lẹ nha, 250.000. Rồi được cây vòi đập máy cọp đó, cây vòi đập máy đầu tròn anh em coi nè, không có mất xi một miếng luôn nha, xi cực kỳ căng, mã 2K đời đầu luôn, nó xài chung với quay thái luôn, ốc số 8 đẹp luôn nè đó. Cây vòi đập máy này 350, vòi đập máy 350, hổm gài mấy ông anh hỏi quá trời luôn, có nhiêu bán hết nhiêu mà. Rồi bộ ốc máy, do máy này nó đi cái dùng nước, máy này đi dùng nước mặn mà không biết làm sao, hên ba lóc còn cọp nè, máy này đi cái dùng nước không phải mặn mà nước lợ á, cho nên á là ốc của nó không có đẹp, nó cũng khá gà thôi chứ nó không có đẹp nghe anh em, nó khá gà, cái màu nó vậy nè, con này về rửa ra nè, còn ý, con này chùi cái trắng luôn trời, nó
nó khá gà thôi, nó không cọp. Thì ốc máy luôn bộ tăng cam, đặc biệt trong cái bộ này anh em từ alpha lên 110 nhất thiết phải có là cái này. Em nói nhiều video lắm rồi. Nắp chặn nhớt zin nè, nhưng mà lửa nó bị đốm anh em ơi. Tiếc một cái là nó bị lọt nước. Lọt nước vô, nhiều khi anh em rửa xe mà anh em đậu không chạy, nó đâu có quăng nước ra đâu, nó cũng bị nữa. Đó. Bán anh em full bộ ốc máy này luôn, 200 ngàn luôn, mấy bộ tăng cam đầy đủ, ống sáo gì đầy đủ hết luôn. Bánh đỡ, bánh tăng đầy đủ hết là 200, nhanh lẹ. Còn anh em nào muốn chơi ốc máy cọp thì qua đây 500, ốc máy 110 gã trên chiếc 110 này xuống nè. Bộ dân lóc này với cái đầu lòng này nè, hai món này là một chục vít. Đầu lòng dân lóc là 10 triệu. Đó. Ốc máy này là 5 xị. Đẹp từng con luôn, ốc này chính tay em rửa anh em khỏi suy nghĩ. Đó. Đây là 110 Thái, quay Thái 110. Đẹp từng con, chính tay em rửa mà. Em thấy đẹp em mới rửa. Đó. Bao anh em lên xe là đẹp, full bộ tăng cam, ốc máy đầy đủ là 500. Đó. Tiền nào của nấy nha anh em, luôn cộng sơn cam này luôn nha, 500. Rồi. Tiếp theo vô. Cái máy này á là nó bị lai cái bình xăng con, cho nên là vứt luôn cái bình xăng con bỏ. Và bộ số thì hồi sáng này em bán cho khách rồi, phải để bộ số quay cho anh em coi ngon số em nói cho anh em. Anh em nhìn cái nồi là biết rồi, khỏi nói nhiều, về túc chút xíu nó đi em quay tới đồ máy anh em sẽ thấy. Củ đề full 1. Củ đề của nó nè. Cái tem là căng đét luôn. KFL850 MMVC. Ừ. Củ này á anh em coi ốc nó còn vàng hoe luôn nè, thấy không? Đó, ốc nó còn vàng hoe luôn. Củ này á thì nó thiệt với anh em luôn. Là củ này nó có thay thang vô mở rồi, nó đầy im ghe bà ghè hà, anh em về mua là xài à. Cái này là em chưa vệ sinh bên trong. Ừ. Nè, củ đề vào tháng 3 năm 2000, cuối 99 đầu 2000 nè. Đó, tháng 3 năm 2000. Phu 1 nha anh em. Dây dắt y chang như quay Thái 110 không khác gì hết trơn á. Anh em về vô quay 110 Thái vô tư, alpha, ZX, phu 1. Anh em vô sub 3 kim Thái vô được, nhưng mà em nói trước, vô sub 3 kim Thái cái thứ nhất là phải thay dây củ đề. Cái thứ hai anh em vô súp be và ghim Thái là không lắp bẩn được nha, có nghĩa là không lắp yếm được, nguyên nhân cọ cắn nha. Rồi củ đề này bao anh em đề ngon, giá 750 ngàn, tại vì cái mình nó đẹp nè anh em, coi cái mình đẹp không có đốm gì luôn nha. Cái này là chưa rửa kỹ nha anh em, tại vì trên máy người ta rửa sẵn sơ sơ, em mới nhận về bữa luôn. Đó. Bán anh em 700 luôn cho nó lẹ nha, 700 ngàn, đời máy Thái nha, phu 1 đầu ET. Bao anh em đề nhẹ, đề im. Củ đề này về anh em chịu khó mở ra vệ sinh sạch sẽ, thay thang vô mở là bao anh em đề whip luôn. Cái mình trắng phao luôn. Ốc còn vàng hết trơn mà. Nó 700. Còn anh em nào muốn chơi hàng whip thì đây. 110 Thái. Đó, cuối 99 đầu 2000, củ này thì khỏi bàn ha. Ừ, củ này thì 1 triệu gửi. Này là em chưa vệ sinh đâu. Củ này mà em vệ sinh là bao tới. Đó, ốc là chưa thấy dấu chạm luôn đó, nhưng mà than zin hay ống zin thì 50-50. Em bán củ đệ để ít khi nào em bao than zin lắm. Bao than zin trừ khi nào em bung ra em chắc cú mới dám bao than zin cho anh em. Thân trên trắng phiếu luôn nha. Đó. Củ này than chắc nó có thay nghe anh em, thấy có dấu ốc rồi nè. Đó. Hoặc là có thể nó vô dây củ đề cũng chừng, mình đâu có nói được. Đề 110 đắt đóng bên này nè. Củ đề đắt 2000 nè, máy cuối 99 đầu 2000 máy này nè. Đó, máy này nè. Ừ. Rồi. Củ này 1,5 triệu, anh em xài hú đề là nhẹ hửng. Đó, anh em xài hú. Này thì hàng cho anh em vô xe giữ. Rồi. Thân trên không có thăm một miếng luôn, thấy không? Tiếp theo. Boe phu 1. 150k là lẹ là bay. Đó, 150k là xong. Boe phu 1 vô quen pha. ZX phu 1. Súp be Kim Thái đó, Trung Quốc gì vô được. Ok lụm alpha vô hết luôn ha. 150 ngàn. Bán rẻ như cho. Bán 150 ngàn này em nói thiệt với anh em. Tại vì em không có hảo cái dòng Boe phu 1. Đó là giá thị trường chứ không phải em hảo em không hảo ha. Rồi. Lửa phu 1 đời 2000. Nhưng mà cọp này cọp té xong nha. Cọp té xong rồi nó phải gì nè. Đó. Cặp té xong nó phải vậy nè. Lửa là còn đát kéo lụa trên qua lăng luôn nè. Nè. Ai nói phu 1 không có kéo lụa. Nè, kéo lụa trên qua lăng mực này còn là thấy không?
cái này là kéo lụa 99 là nghe anh em, chỉ có đời 99 mới có kéo lụa trên hoa lăng đối với xe full 1 á, nhưng mà hên xui đó nghe, chứ không phải xe nào cũng có nha. Cửa dài nè, thì cọp này cọp té xong, nhưng mà được cái ở trong nó không có bể từ 500 xích măng vậy trơn á. Thì cái sản phẩm này á thích hợp cho anh em nào á mà cái như là không có quan trọng cái chuyện mà đẹp xấu, miễn là đúng 110 cửa dài đi cho ngon, nhưng mà được cái ăn được cái là cái dĩa đề nó rất là đẹp, dĩa đề không có giỡn có gì hết trơn á, là bao anh em đề không trả bi đó đó, tại bị trúng nước thì chịu biết sao giờ. Ủ đề đẹp luôn nè. Em nói với anh em cái bộ lửa này nếu mà nó không trúng nước nè, cái bộ lửa kéo lụa này bán không thua gì 110 luôn nha anh em. Cái dĩa anh em coi cái đường này chưa có đá mòn một miếng luôn, còn tròn lụm nè, thấy không đó, ốc tán chưa mở hết trơn luôn, bi thì đúng bi lớn hết nha anh em. Anh em về anh em ngâm dầu, anh em rửa trà thực thêm. Bộ này đủ phụ kiện, cuộn lửa nó nằm trong này nè. Tại vì á, máy đẹp máy xấu á, em chỉ cần cầm dây cuộn lửa em bóp là em biết xe đi ít đi nhiều rồi. Nó cứng thì nó mềm, còn mềm eo mà. Nè, cuộn lửa nó còn khá nè. Cái đời mà nó còn cánh quạt là đời máy Thái nè. Còn nó qua MWC là nó đời qua đời máy Việt Nam mà cuối 202 đủ lên á. Đó. Bộ lửa này á, em bán cho anh em giá 900.000 cho anh em về trải nghiệm 110 cửa dài. Mấy anh em nào mà làm xe mà không quan trọng á, bao sống bao cháy nổ nha, bao sống bao cháy nổ đó, xài hú em 900, ba nắp 900.000. Mang cá nè, sơn zin không giảm tút nha. Sơn zin không giảm tút đó, thì mình nghe tiếng máy nổ, mình nhìn cái chất máy lóc máy mình biết nó máy zin đó, thì mình chơi thôi, chứ giờ sao mà biết được ở trong đây nó xấu hay nó đẹp. Anh em đi mua xe mua máy với ai rồi mở cái này cho anh em coi, mở cái đó cho coi chẳng khác nào anh em lấy luôn cái chén cơm của người ta luôn cho nó rồi đúng không, không nứt bể nha. Ok, đẹp, nắp lửa sơn zin đẹp à, thiệt em nói thiệt, chiếc Alpha lóc trắng của em á, thiệt em lỡ dở em lên cái máy quay a kia rồi giờ nó đang chạy im quá chứ. Thiệt chứ không lẽ sau này có tiền nó dọn một chiếc Alpha lóc trắng chữ công 203 nữa thiệt cho nó tới. Cái chiếc đó không phải là Alpha lóc trắng mà là nó là máy quay Thái 100 liên danh. Tem sườn nó là tem chữ S nằm ở trên đần gần số máy á, gần số khung á. Chiếc đó chạy phê lắm nghe anh em. Nắp nồi đẹp luôn nè. Chỉ bung nhẹ đây chút xíu thôi. Anh em vô xe mộc vô tư. Ba nắp này 900.000 nha anh em. Cái này anh em về vệ sinh là đẹp nha, nó dính dơ anh em chứ phải gì nha. Đó, tại vì tụi em ở đây không có thời gian đâu em nói thiệt. Nắp chụp nồi này em thấy là chưa nứt bể luôn, nhưng mà sơn nó có bị bung về anh em sơn lại. Tại cái form chữ Honda này giờ anh em muốn có đâu, em nói thiệt. Riêng cái nắp này tồn bây giờ anh em biết nhiêu chưa? Nắp chụp nồi này mà còn đẹp là giá 5 xị nha anh em. Nè, MAABKW 1 mã này nó tới mấy dòng quay Thái 110 có, quay Thái 100 có, và đặc biệt kể cả thằng Alpha lốc đen cũng có mã này luôn nè. Đó. Gon nồi theo xe còn đủ luôn. Về anh em muốn gồi luôn các miếng. Anh em nào muốn nghiên cứu khoa học gì đó nghiên cứu lụm ba nắp 900. Rồi, số bán rồi thì bây giờ nó chỉ còn nồi, dên lốc với đầu lòng thôi, giờ báo giá nồi nè. Anh em nào á, khoan bắt cái quạt cái anh em ăn được quá. Lấy miếng gió rồi. Đây. Nè. Bộ nồi này em bao anh em chạy không có một tiếng hú gió luôn. Xe này là xe mua nguyên chiếc về, ông anh của em ổng chính trực tiếp ổng lên xe ổng test luôn. Máy này full 1 cuối 99 đầu 2000. Đó, cuối 99 đầu 2000 nồi siêu cọp. Cái chuông là em nói anh em gỡ nó chỉ phớt như tờ tiền thôi. Thì cái dòng nồi 99 phụ 199 này máy cũng hiếm lắm, không có nhiều đâu. Cục khâu đó nè. Chưa có đen, chưa có trắng gì chân nha. Đây là các con nè. Còn dây cui luôn nha. Đó. Muỗng. Ốc chỉnh nồi. Ốc chỉnh nồi với lại cái nải chuối. Rồi đây. Cái đời full 199 á là cái mã của nó là GN8 FCCV.
đó, FCCV nha. Còn cái nồi phu 1 mà từ đời 2001 đổ lên là cái mã của nó đó là KFM FCCV, KFM FCCV đó. Còn thằng quay 110 Thái á, là GN5 FCC với GN5 với KFMA đó. Rồi đúng là 99 nha. Ở trong đế này AB GN5 nè, AB GN5 nè, giống quay Thái 110 luôn nè đó, lụm lúa nha. Đánh dấu cho anh em luôn, bộ nồi này là bao anh em cực kỳ bốc, không giọng hú luôn, báo giá luôn nè. Anh em nào chơi được thì chơi, 4,2 triệu anh em khỏi trả, nồi này dưới 4,2 triệu không bán đâu, để đó. Kiếm một bộ nồi tầm này bây giờ hiếm. Kiếm cái mã lá bố cho anh em coi chơi cái. Nhiều khi nó đóng ngược mấy ông nội này, không đóng không hiểu nổi đâu. Nè. Tức trời. Nó đóng ngược nó không hiểu nổi đâu. 1,7 nè anh em thấy không? Cái mã lá bố của nó đúng như quay Thái 110, nó nằm nhiều khi nằm núp ở trong này nè. FT 107 đó. Đế nè, đế không xài long đền nồi, đế 99 nè. Bộ nồi này test rồi nha anh em, nói chung có test rồi, bao anh em tất tật không giọng hút. Chắc cú 100%. KFLF FCC đó, đế nha, cái đế chuồng heo như quay Thái luôn nha. Chuồng heo căng như dây đàn luôn, thẳng băng luôn anh em coi nè, có giận một miếng luôn. Nè. Có giận một miếng luôn nha anh em. Đó, không có giận miếng nào luôn. Đó, bao bốc bao êm, không giọng không hú. Anh em nào chơi hú 4,5 triệu. Nói chung á, cái này là phu 1 thôi. Giá nó khác chứ nếu bộ nồi này lọt về quay Thái 110 anh em mới thấy cái cảnh. Nồi có đánh dấu anh em cứ gắp theo dấu nha. Sớ tụ tủa luôn nè. Mặt nhông phu 1 anh em xem nó vậy nè. Anh em đánh dấu chở nửa găng gì lụm nha anh em theo dấu mực nha. Anh em gắp theo dấu thì là bao anh em luôn. Đó. Chuồng zin nha anh em. Chưa tán chưa gì hết á. Đặc biệt cái nồi này là cái chuông sát thủ luôn. Từ đời 99 tới giờ mà anh em nghĩ cái chuông nè. Chuông zin nha anh em, nè dày mo nha. Nè. Phớt như một tờ tiền thôi anh em. Em giúp cho anh em vô coi cho nó kỹ luôn nè. Anh em coi cái chuông nó phớt như một tờ tiền, anh em gờ gợn tay, nói chung là nó có giận nhưng mà nó giận nhẹ dữ lắm, nó phớt phớt thôi. Đó. Bao anh em là cực kỳ bốc, để em gái cho anh em coi cái độ hở giữa cái chuông ba càng. Nồi này cực kỳ táp nha. Nói chung anh em dặn là có. Nè, độ hở chuông ba càng khích nghịch luôn nè, anh em thấy không? Ok. Giờ lên ba càng cho anh em coi. KF là chữ to đùng luôn nha anh em. Đời này hiếm máy lắm, nói chung 2099 đồ mới có. Bố là bao anh em cực kỳ phê. 99-2000 mà bố còn tươi gói luôn nha anh em, chưa bị cháy bố cháy gì luôn. Đó. 4,2 triệu là em nói thiệt với anh em, nồi này tại nồi phụ 1 thôi. Anh em đụng vô nồi 110 anh em mới biết cái cảnh. Tầm những bộ nồi này là cực kỳ phê á, căng đó. Tới tiền luôn. Anh em nào chốt alo em nha. 0865890158. Bộ danh lốc nè. Ở đây em có hai bộ danh lốc quay Thái 110 nè. Mà cái này là quay Thái, mà cái này cũng là phu 1. Đó, mà cái này là quay Thái thì mà cái này cũng là phu 1. Em đã nói với anh em nhiều video rồi. Danh lốc phu 1 đời 99-2000 máy Thái, đời 99-2000 nha, còn lọt 201 thì hên xui. Đó, 201 vẫn còn máy Thái nhưng mà nó hên xui, có thể là cái lốc này nó lọt qua hai lốc HVN không chừng. Nhưng mà riêng cái thằng danh lốc phu 1 99-2000 là nó đóng y chang như thằng quay Thái 110 luôn, là nó xài chung, nó thẳng là nó xài chung AB KFLF trừ 1 nè. Đó, nhưng mà cái lốc của nó là nó không có đời 99 cũng vậy nha. Cái lốc của đời 99 nó vẫn có xài cái con ốc này, cái con ốc mà đâm từ bên nắp lốc số đâm qua đó, đây nè. Lốc là bao anh em mới gã nghe, con xanh nghe anh em.
Thấy không, con còn xanh nha đó. Gen lóc này 3 triệu, bao căng cho anh em lên xe khỏi suy nghĩ. Gen lóc 3 triệu đó. Còn anh em muốn chơi 110 có luôn, một bộ 3,5 triệu là hàng anh em khỏi bàn cãi. Anh em mua lẻ cây dên là một cây 2 triệu nha, dên tập này là cây 2 triệu. Còn anh em muốn mua dên ép thì anh em phải đợi tới nào em có dên lẻ mới bán cho anh em được. Khác gì nè, khác gì búa chữ N nè, khác gì máy thái búa N nè, nè N nè đó nè, 110 nè, 2 bộ nè, 110 hết nè. AB cái FLF trừ 2, AB cái FLF trừ 2 đó, khác gì đó. Khác cái gì, nhiều ông phân biệt phụ 110 triệu à. Nè cái dân em bao anh em gọi dân là dân dinh nha, mà anh em dân dinh 100% nó bao đâm anh em dân dinh khỏi suy nghĩ. Đầu lửa nè, không có khuyết, không có gợn gì trơn á. Cái bản chất cái bộ lửa này nó không lọt nước là cực kỳ cọp luôn á, có kéo lụa mà phải, nó lọt nước thì chịu, nhưng nó cọp tới xong mà đó, không có gợn một đường gì luôn, găng cỏ ra vô nhẹ nhàng. Thì dên độ gơ nhìn nè, bao anh em gơ, nói chung là độ gơ tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Bộ dên lóc này 3 cũ, anh em xài alo em. Bữa trước có mấy máy kèo thơm bán anh em bộ dên lóc 2,8 triệu, 2,6 triệu, giờ đi hết rồi còn đâu nữa. Tới mấy máy đẹp thì phải chịu mất tiền thôi chứ sao giờ. Đó, cơ hội đâu có hoài đâu. Em thì nói chung em khoái máy cua 1, tại vì máy cua 1 á là nó phân khúc giá nó dễ dùng cho anh em mình hơn, anh em mình dễ nhẹ nhẹ thở hơn anh em, găng zin nha, nét luôn nha anh em. Anh em mình nhẹ thở hơn nhiều. Chứ máy máy 110 mà tầm này đủ lên thì anh em tê quá. Anh em nào cũng đúng 110 thì nói chung là cũng anh em có, mình có tiền mà mình muốn chơi nào là cái sở thích của mình, nhưng mà thật sự là nó tới mấy anh em mà bình nó tầm trung á là không có cho anh em tầm trung chơi. Nếu gã mà xe 110 mà xe đầu nồi bít mà nó lọt qua tầm 3x lớn 4x là em nói với anh em lúc mà căng cục máy là nhức đầu rồi. Anh em căng cục máy anh em gã, nếu mà anh em chắc cứu á, anh em nghe tiếng đầu lòng im này nọ, anh em gã cái đầu lòng không thể nào, cái đầu lòng đẹp thì chắc chắn nó sẽ trên 6,5 triệu, có những đầu lòng căng phải 7 triệu ăn lên luôn. Có những đầu lòng anh em thấy người ta bán cả chục củ á. Đẹp hết anh em 3 triệu. Còn anh em muốn chơi full 110 thái em có 3,5 triệu một bộ, là toàn là hàng căng không nhúc nhích không đó. Có luôn. Tầm này anh em xài ngon rồi, em nói thiệt, anh em gáp quay 110 thái khỏe gu, tại vì bản chất nó là quay 110. Full 1 cũng phải là full 1, nhưng mà full 1 máy thái là nó xài chung với thằng này. Anh em nên hiểu điều đó, anh em kén càng kén anh em càng tốn tiền, em nói thiệt. Đầu lòng nữa nè. Đầu lòng full 199 nè. 108 cm khối KFL-2, nó có một cái đời lòng chữ nhỏ luôn nha, full 1 vẫn có lòng chữ nhỏ nha anh em. Đó, nhưng mà full 1 thì em không, em chưa từng thấy cái đầu TH, chắc không có đâu. ET4. Nè, co xăng này, co xăng đóng đách 2000, tại nó cuối 99 nó lọt cái đầu 2000 á. Mặt giỏng lòng anh em nhìn nè. À, cái lòng khu 1 nữa nó căng luôn á chứ phải bình thường đâu nè. Đó. Tụi em quằn lắm, anh em thấy máy em lấy 3 lốc toàn là hàng căng không đó. Nè. Căng luôn nha anh em. Tới trong luôn nè. Đó. Khu gáo nha. Khu ghi màu gạch tôm luôn, chuẩn luôn nha anh em. Rồi, đầu lòng này em báo giá với anh em luôn. Nói chung là cái miếng gon này có bị hở rồi anh em ơi. Nói chung là gách gon lòng. Đó. Thì anh em kỹ về cũng thay. Đó. Đầu lòng là bao anh em, nguyên zin bít bùng binh nè, mới gỡ nè, sáng trưng 4 ốc đầu nè, dính 4 ốc đầu sáng trưng nè, thấy không. Cái máy này bữa em nhớ cái con cờ nó nhú nhú đây mà không biết sao ổng vướng tay gì mà ổng làm mất bà nó của người ta rồi, con cờ nó nhú nhú đây nè, máy này nè. Đó, về anh em rửa kỹ nữa, máy này nhôm còn sáng. Cái bướm cánh biết được chưa mở đâu, co xăng vẫn là KFLA này 48 nha anh em, 4,8 triệu ha, anh em xài alo em. Bê tông nè,
bê tông phu 1 thì nó ba cảnh nhất, bê tông 110 thì nó hai, nó không có ba cảnh nhất giống như phu 1 vậy thôi nè, 110 thái nè, còn phu 1 nè nó khác nè, nó có lỗ lỗ, thấy không? Chung bao tất tần tật cho anh em lên xe, bạc nó đang rất là bót luôn anh em. ART nè, KFL thì anh em xài liên hệ cho em nha. Đó, cái này 4.8 triệu nha, luôn co xăng. Còn em còn hai bộ bù đông, bộ này quay thái 110 thì 400, cực kỳ đẹp. Ốc này là anh em vô xe tầm xe anh em, nói chung mà anh em chọn xe mộc á, tầm này là anh em vô khỏe rồi, dàn thật kìa. 400 cây bù gông, 4 đũa đầu, 4 lồng đền là 400, 110 thái nha. Còn phu 1 này anh em nào chơi á thì em tính anh em giá tốt chút, tại nó cũng thật bản chất, nó ra không được cọp gì mấy anh em, mà nhưng mà nó nét căng không có miếng dấu nữa. Hai thằng con nào có dấu hết trơn á. Thằng này em tính anh em giá là bộ này anh em nào lấy tính anh em giá 250.000 thôi. Rồi, còn anh em muốn chơi đầu lòng phu, đầu lòng 110 thái này 6.500 nha. Chơi đầu lòng 110 thái này 6.500 ít tăng đa. KFL ART bê tông chưa đóng khói luôn nè, lòi chữ luôn nè, KFL in nè. Thằng này thì đỉnh rồi. Đó. Anh em nào chơi mình hú 65. Nhôm thì khỏi bàn đâu, 108 cm khối KFL trừ 2. Đầu ET luôn, ET2. Đó, chuẩn máy này xe này giao thời cuối 99 đầu 2000. Lòng cũng đẹp căng đó, có miếng nhớt cho trọng đựng cho nó ấy anh em. Anh em về ráp là bập thôi, gon chân lỏng đủ hết trơn á, mà nó gắt miếng nhẹ nên anh em chích keo đầy lụm đó. Rồi tính lẹ anh em luôn nè, cho bay lẹ luôn nè, nè 6.000.000 chẳng nè, anh em nào chơi đi hú luôn, bán cho nó xong cái máy này luôn ha, 6.000.000 chẳng đó. Rồi còn thằng dên lóc này là phải đúng 3.500.000 mới bán cây dên này, em nói anh em bao anh em nhúc nhích. Thằng này mới đúng 3.500.000 mới bán, dên lóc 110 thái đời cuối 99 đầu 2000 chung với cái đầu lòng đó. Anh em nào ở cái đời dên lóc với đầu lòng đó luôn, 9.500.000. Bao anh em gáp, nói chung là anh em mà mua được đúng bộ dên lóc với đúng bộ đầu lòng đó là nó thiệt khỏi phàn này. Tại vì đúng theo cái nết cây dên nó đi, và đúng cái đầu lòng. AWKFLF-2, này khỏi coi bởi em quay clip rồi. Cây dên thì bao anh em gơ nhúc nhích được miếng nào trả cây dên lại cho em, nói thẳng với anh em tiếng gì luôn đó. Thằng này thì 3.500.000, đúng 3.500.000 mới bán được thằng này. Rồi thằng này 3.300.000 cũng căng luôn. Cũng căng luôn, không có thằng nào mà dở hết trơn, toàn em gã máy bít không à, cũng ngắt luôn. Anh em xài hú nha, chào anh em nha.